Chào tất cả những ai yêu thích hàng nội địa Nhật nha. Tất cả các chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi kênh nội địa Nhật Biên Hòa của em nè. Thì hôm nay em sẽ lên cho các chú anh chị mình ba con bếp nút vặn giá rẻ nha. Con này thì đời cao lắm nha mọi người, con này là riêng này. Nút này nó gọi là nút vặn nha mọi người. Thì em ở đây không có con mấy con này thì em quay nhanh luôn nha, ba con lận. Con này thì hàng rất là đẹp này. Đây, bên hông mặt trước bên trên gì còn mới cứng luôn, bên trong thay nướng vỉ nướng nè, bằng inox mới toanh luôn nè, còn lò nướng là như chưa sử dụng luôn này. Đây, lò nướng chưa sử dụng luôn, con này cũng đẹp luôn nè, ôi trong mới toanh luôn. Con này về chỉ biết xài thôi. Em sẽ đóng lưới chống chuột chống đồ hết cho cô chú anh chị mình nha. Cái dòng bếp này là em đóng lưới hết, còn riêng cái dòng 360, 365 thì không cần đóng lưới, cái chân nó thấp. Còn dòng này chân nó cao hơn tí, cho nên phải đóng lưới hết nha mọi người. Hồi chú anh chị mình thấy nước mới không? Thì hôm nay em sổ rất là rẻ luôn nè, cái dòng này. Rồi em báo giá con này nha. Ồ, còn mới toanh luôn nè. Con này chưa bị tì vết hết á. Con này riêng này M56B sản xuất tháng 4 năm 2017. Con này là em bán với cái giá là 2 triệu rưỡi nha mọi người. 2 triệu rưỡi một con bếp như mới luôn. Tuy là đã 2017, lò nướng nó chưa xài, chưa sử dụng, không cắn mốt, không chày xước, cái nắp có chày một chút xíu, chày men ngay chỗ cái kiềng nha. Đây nha mọi người. Đấy. Chờ chút xíu đây. Rồi còn con bếp này rất là đẹp luôn. Rồi em con lên con tiếp theo nha. Tiếp theo là con Rinnai luôn. Đấy, con này có thứ không chày xước, không cắn mốt luôn. Bên trên dơ, dấu này dơ thôi. Nắp đồ con rất là đẹp. Ô còn nguyên hết. Rất là mới. Bên trong cực kỳ giặt sạch luôn mọi người. Thay nướng vị nướng mới toanh luôn nha. Lò nướng chưa xài luôn. Con này sản xuất tháng 8 năm 2015, cùng 2015 mà quá đẹp luôn. Con này là em bán với giá là 2 triệu tư nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Đánh giá tối đa khuyến mãi luôn. Con này là 2 triệu tư nha. Rồi em lên tiếp một con nút vặn Paloma. Con này là quá đẹp luôn nè, trên dưới đẹp nè. Em lao sao có bụi nha mọi người, em làm để chưa đóng gói lại nó bụi. Con này nó còn rất là đẹp, mặt trước đẹp, bên hông chày nha mọi người. Đấy, có dấu chày sơ chút xíu nè, đây nha, đó dấu chày thôi. Bên này thì còn đẹp, quá đẹp luôn. Ồ, bên trong con này là còn láng tinh mới toanh luôn nha mọi người, chưa xài. Nói chung là hàng nút vặn mấy con này là quá đẹp luôn nè. Con này là Paloma ICN36 sản xuất tháng 6 năm 2017. Con này là em bán với giá 2 triệu rưỡi nha mọi người. Còn quá đẹp luôn. Là đấy, không? Rất là mới luôn. Bên em là chịu làm lưới chống chuột hết nha. Cô chú chị mình sở hữu là em sẽ làm lưới chống chuột. Con này nó chỉ xe nhẹ thôi, chày nhẹ một bên hông bên phải, còn tất cả còn đẹp. Rồi, em chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.